Còn tại Quảng Bình, hơn 7 năm qua, hàng trăm hộ dân ở phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới hàng ngày sống chung với bụi than thải ra từ công ty cổ phần Bia Hà Nội Quảng Bình. Người dân nơi đây phải đeo khẩu trang khi đi ngủ, mỗi khi công ty hoạt động xả khói vào ban đêm. Người dân cho biết, mỗi khi lò hơi hoạt động, ống khói liên tục xả bụi than trùm lên cả nhà. Trong bụi than có cả dầu mỡ nên rất khó chùi rửa. Mặc dù đóng cửa cả ngày nhưng các vật dụng trong nhà vẫn bị bám bụi, Cách công ty khoảng 300 mét, có một trường mầm non khiến cho người dân lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu. Theo ông Nguyễn Thành Lộc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Quảng Bình thừa nhận có khói bụi và tiếng ồn trong quá trình sản xuất nhưng ở mức độ chấp nhận được. Chỉ những khi xảy ra sự cố, khói bụi mới nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cũng theo ông Lộc, việc người dân mong muốn công ty thay đổi vị trí ống khói là không thể được. Còn việc thay đổi nguyên liệu đốt cũng rất khó vì nếu đốt than đá, chi phí quá cao, Công ty bị lỗ rất nhiều. Được biết từ năm 2017 đến nay, công ty này đã bị phạt 3 lần về sự cố trong quá trình sản xuất. Và ngày 18 tháng 9 vừa qua, ống khói lò hơi bị vỡ nắp chụp, làm bụi than bốc ra trùm kín cả khu dân cư.